Gluten có thành phần được chiết xuất từ các dược liệu nam và hoạt chất công nghệ sinh học như cao oripe, cao xuyến chi, cao khổ qua, cao rau đắng biển, alpha lipoic acid, có công dụng hỗ trợ giảm và ổn định đường huyết, phòng ngừa biến chứng cho những người bị tiểu đường. Hoạt chất cao oripe là thành phần chính trong sản phẩm Gluten do công ty công nghệ sinh học Oritim nghiên cứu, được bào chế từ các thảo dược gồm ngũ gia bì 61,4%, đinh lăng 31,4%, lạc tiên 7,14%, có tác dụng cung cấp năng lượng cho não bộ, giúp gia tăng quá trình chuyển hóa và xúc tiến tổ chức tái sinh, từ đó làm giảm sự hình thành gốc tự do, chính là nguyên nhân gây ra tiểu đường. Hoạt chất này cũng góp phần điều tiết quá trình chuyển hóa đường thành năng lượng hiệu quả hơn, giảm thiểu đường tích tụ trong máu, giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể, tăng cường quá trình tuần hoàn máu và trao đổi chất, hỗ trợ cho việc cơ thể sản sinh ra insulin. Xuyến chi được nhiều tài liệu khoa học trên thế giới chứng minh về khả năng giảm đường huyết. Hoạt chất polinate có trong cây xuyến chi có tác dụng hạ đường huyết, tiết chế các triệu chứng của bệnh tiểu đường nguy hiểm, đồng thời ức chế sự phát triển của các khối u trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, trong thành phần của xuyến chi có chứa butanol, có khả năng làm ức chế sự tăng sinh tế bào T trong tiểu đường tuyết 1. Dịch chiết ethanol của ngọn xuyến chi giúp làm giảm lượng đường trong máu, kích thích tăng tiết insulin trong máu, cải thiện dung nạp gluco và giảm tỷ lệ hemoglobin glycosin hóa. Cơ chế làm hạ đường huyết của dịch chiết nước xuyến chi là kích thích tăng tiết insulin và chống teo tế bào tuyến tụy. Khổ qua có công dụng hạ đường huyết, giảm gluco trong máu, ổn định đường huyết, giúp sản sinh đủ lượng insulin cần thiết trong cơ thể đối với bệnh nhân tiểu đường tuyếp 1 và tuyếp 2. Nhờ vậy, giúp duy trì lượng đường huyết trong máu, không bị trồi sụt thất thường. Chất chống oxy hóa có trong khổ qua giúp hỗ trợ phục hồi tế bào bị tổn thương, ngăn chặn biến chứng tiểu đường như nhiễm trùng, viêm nhiễm, các biến chứng về mạch máu, tim mạch, huyết áp, thần kinh, phục hồi sức đề kháng trong cơ thể. Alpha lipoic acid là một hoạt chất sinh học tự nhiên được tổng hợp trong ti thể của tế bào. Đây là chất chống oxy hóa, có nhiệm vụ tiêu diệt gốc tự do, thường được dùng qua đường uống để hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và các triệu chứng liên quan đến thần kinh, giúp tăng cường tổn thương tế bào, cải thiện chức năng dẫn truyền tế bào thần kinh ở bệnh nhân tiểu đường, bảo vệ não và ngăn chặn sự suy thoái của tế bào thần kinh. Một vấn đề được đặt ra cho các nhà sản xuất Gluten chính là làm sao vẫn giữ được giá trị hoạt chất của dược liệu cao nhất, đảm bảo lưu lượng chính xác để người bệnh sử dụng tiện lợi và giúp cơ thể người bệnh hấp thu sản phẩm tốt nhất. Chính vì vậy, đội ngũ sản xuất đã dày công nghiên cứu, ứng dụng nền sản xuất hiện đại, công nghệ hóa và các trang thiết bị máy móc tân tiến, sản xuất Gluten dưới dạng viên nang, dùng công nghệ mới chiết lọc ra các hợp chất hóa học với tính cô đặc cao nhằm làm tăng tác dụng của sản phẩm. Trong mỗi viên Gluten là sự kết hợp đầy đủ của các tinh chất thảo dược theo tỷ lệ nhất định, hỗ trợ giảm đường huyết một cách hiệu quả cho những bệnh nhân bị tiểu đường. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP theo quy định của Bộ Y tế. Sản phẩm được công ty trách nhiệm hạn dược phẩm Team chịu trách nhiệm thương hiệu và chất lượng sản phẩm. Gluten hỗ trợ giảm và ổn định đường huyết.